Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tìm về toán lớp 6 các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó là bài tìm bổ chung nhỏ nhất. Các bạn có khi nào hỏi ủa sao tự nhiên ước chung lại lớn nhất mà còn bổ chung là nhỏ nhất không ạ? Nếu các bạn nào mà có thắc mắc câu hỏi đó thì các bạn có thể comment ở dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn nha. Còn hôm nay mình chủ yếu tập trung vào vấn đề, chủ yếu hướng dẫn cho tất cả các bạn biết cách tìm bổ chung nhỏ nhất thôi. Bổ chung nhỏ nhất là bổ chung nhỏ nhất giống như ước chung lớn nhất, thì bổ chung nhỏ nhất cơ đây từ bổ này, đây là từ chung nè, đây là từ nhỏ nè, đây là từ nhất nè, lấy chữ cái đầu tiên nha các bạn. Đó, các bạn nhớ trong đầu, bổ chung nhỏ nhất là lấy những cái chữ cái đầu tiên, ước chung lớn nhất cũng vậy, lấy những cái chữ cái đầu tiên thôi chứ không có gì cả. Rồi, để tìm bổ chung nhỏ nhất thì cũng giống như bài tìm ước chung lớn nhất vậy thôi. Bước 1 tìm bổ của từng số hạng, bước 2 tìm bổ chung của các số hạng đó, bước 3 là tìm bổ chung nhỏ nhất. Rồi, mình lấy một ví dụ nha. Ví dụ tìm bổ chung nhỏ nhất của 2 và 4. Rồi, bước 1 tìm bổ của 2. Bổ là nhân, bổ là nhân, nhớ trong đầu bổ là nhân, bổ là nhân, bổ là nhân thì bắt đầu nhân cho không nha. Được không? Nhân 1 được 2, xong rồi tới 4, 6, 8, vân 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 vân, đi chậm đi. Tiếp bội của 4, bội là nhân nè, nhân 0 được nè, nhân 1 được 4 nè, nhân 2 được 8 nè, nhân 3 12, xong 16, 18, 16 rồi tới 20, 22, 24, 20, 30, 28, tới 32, vân 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 vân. Vậy bội chung của 2, 4, bội chung của 2 và 4 là mấy ạ? Không nè, thì 4 nè, 8 nè, vân vân. Vậy bội chung nhỏ nhất, vậy bội chung nhỏ nhất, vậy bội chung nhỏ nhất của 2 và 4 là số mấy ạ? Số 0 đó các bạn. Vậy nếu mà có những cái sách giáo khoa người ta nói là có những sách giáo khoa thì người ta nói rằng bội chung nhỏ nhất của 2 và 4 là số 4 nha các bạn. Số 4 là nói nôm na là tìm bội chung nhỏ nhất của nó, thì các bạn sẽ bỏ ghi số số mấy ạ? Số 0, hay còn gọi là bỏ ghi số số hạng đầu tiên. Đó, bỏ đi số hạng đầu tiên, lấy số hạng thứ hai, đó là bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của 2 và 4. Nếu mà theo đúng cái trình tự như thế này. Nếu mà đúng theo trình tự như thế này thì bội chung nhỏ nhất của 2 và 4 là số 0. Nhưng mà trong chương trình của toán lớp 6 thì mình chắc mình nghĩ rằng nếu mà bội chung nhỏ nhất thì là số 0 hết thì mọi bài toán đều là số 0 rồi. Như vậy thì còn đâu nữa là cái bài tập liên quan tìm bội chung nhỏ nhất, đúng không ạ? Nên người ta sẽ nghĩ rằng bỏ đi số 0 đi, chắc bội chung của nó là 4 nha các bạn. Đó là chương trình của lớp 6 hay sao đó, đó. Các bạn nào mà có ý kiến gì các bạn viết ở phần miêu tả nha, để mình kiểm tra lại cái quá trình mình giải có đúng không nha. Đối với tìm, vậy là tìm để tìm bội chung nhỏ nhất thì thứ nhất tìm bội bội của 2 nè, tìm bội của 4 nè, sau đó tìm bội chung nè, sau đó tìm bội chung nhỏ nhất nè. Đối với bội chung nhỏ nhất thì mình nhìn vô đó là số 0, đúng không ạ? Số 0 nhiều lúc thì số 0 thì cái bội nào cũng giống như nhau, bội chung nào cũng như nhau, đều có bội chung nhỏ nhất là số 0 rồi. Vậy thì nên người ta sẽ lấy cái số hạng thứ hai nha, số hạng thứ hai để làm nền móng cho cái tiền bội chung này cho nó khác chút xíu nha các bạn. Còn các bạn nào thấy dưới mắt chỗ nào thì các bạn có thể comment nha. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người, bye bye.